MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên và ba người đàn ông trong đời. Nguyễn Cao Kỳ Duyên quê gốc ở Sơn Tây, Việt Nam, sinh tháng 6 năm 1965, hiện là việc kiều Mỹ, cô tốt nghiệp loại giỏi ngành luật sư tại Đại học Western Star, sau đó lớn sân sang nghệ thuật và trở thành MC nổi tiếng trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Người đàn bà tài sắc này còn có rất thành công trong công việc kinh doanh. Nhưng trời lại chẳng cho ai tất cả đổi lại những công nhận ấy là một cuộc sống tình yêu nhiều sóng gió. Và trong đó chỉ có ba người đàn ông gắn liền với các mốc tuổi của cô, hai người chồng cũ và một người bạn trai 10 năm đã chia tay. Kỳ Duyên kết hôn lần đầu với bác sĩ nổi tiếng Nguyễn Quang Ly. Vợ luật sư, chồng bác sĩ, sinh hai cô công chúa, cuộc sống sung túc hôn nhân tưởng chừng như mỹ mãn này nó lại kết thúc sau nhiều năm tháng bất đồng mệt mỏi mc kỳ duyên từng kể với công luận về hôn nhân với người chồng đầu tiên này mọi chuyện được tiết lộ trong cuốn hồi ký của bà đặng tuyết mai mẹ quá cố của cô theo đó thì bà mai đã chứng kiến con gái xảy ra nhiều bất đồng trong cuộc sống với chồng bác sĩ nguyễn văn ly mỗi lần con đi biểu diễn mẹ đều đi đón thay vì chồng con Lúc con đang mang bầu đứa thứ hai lại đi nguyên một tour về, mẹ vừa lái xe vừa khóc, nhưng không có nói với con. Bà đã viết. Và kết quả của cuộc hôn nhân của Kỳ Duyên với vị bác sĩ là hai cô công chúa, Jen Lee và Miley. Ở tuổi U40, Kỳ Duyên gặp được người đàn ông thứ hai của đời mình là luật sư kém hơn cô một tuổi, định cư tại Úc từ nhỏ. Cùng học luật và yêu thích nghệ thuật. Kỳ Duyên nói chuyện với chàng luật sư rất hợp ý. Sau 3 năm nuôi nấng tình cảm thì cả hai đã tổ chức đám cưới lãng mạn bên bờ biển Philippines vào năm 2004. Hôn nhân ấy cũng chỉ duy trì được 4 năm rồi tan vỡ với lý do là cả hai xa nhau quá nhiều. Bắn đi một thời gian đến năm 2009, Kỳ Duyên công khai tình mới là danh nhân Duy Hân. So với hai người trước, Duy Hân trội hơn về ngoại hình và phong độ. Mười năm bên nhau, Kỳ Duyên và Duy Hân luôn xuất hiện bên nhau như hình với bóng, mà khán giả luôn phải tán thưởng vì cả hai quá đẹp đôi. Có lần Kỳ Duyên trải lòng về cái sai trong hai cuộc hôn nhân đầu. Theo MC, thì nghịch lý của hai cuộc hôn nhân là đàn ông muốn bung mà đàn bà muốn siết. Chính Kỳ Duyên sợ mất người đàn ông cho nên đã siết chặt họ. Vì vậy, trong mối quan hệ với Duy Hân, cô không siết danh nhân nữa mà để anh tự do, thoải mái. Phải chăng do số kiếp, nhưng tôi thật sự không may mắn trong đường hôn nhân. Bạn ấy cũng từng đã qua một đời vợ, nên chúng tôi thấy thích hợp với nhau, cho nên cả hai đã không bó buộc cho nhau bằng việc kết hôn. Chúng tôi nói với nhau rằng, ngày nào mình còn bên nhau là do còn yêu nhau chứ không phải là do bổn phận nào cả. Chúng tôi đến với nhau như một đôi bạn, mọi thứ thoải mái nhẹ nhàng. Đây là mối tình bền lâu nhất của tôi, Kỳ Duyên chia sẻ. Tình tan, Kỳ Duyên liệu sẵn chuyện về già. Khi tình còn mặn nồng với Duy Hân, Kỳ Duyên từng lượng trước rằng nếu một ngày anh ra đi, cô sẽ không oán trách mà trái lại, cô sẽ cảm ơn anh như những người từng đến với mình. Tôi nhìn tình yêu như một bài toán cộng, ví dụ Trước khi tôi gặp được người yêu, tôi là con số không tròn trĩnh. Người yêu đến với tôi 5 năm rồi anh đi, như vậy là tôi đã cộng được 5 năm hạnh phúc. MC gạo cội lấp lửng. Gắn bó 10 năm, đến cuối năm 2018 thì tin đồn Kỳ Duyên và Duy Hân chia tay bỗng râm ran trên mạng xã hội. Dĩ nhiên với tính cách của mình, MC không lên tiếng để khẳng định hay phủ nhận điều gì. Duy Hân lấp lửng, sẽ lên tiếng vào một giai đoạn thích hợp. Lần phản hồi duy nhất của Kỳ Duyên vào tháng 3 năm 2019, mình là người trong cuộc hơn ai hết, mình hiểu có thể tình yêu nóng bỏng đôi lứa không còn, nhưng còn tình nghĩa và tình thân mà đến mức ấy thì người kia làm gì mà hạnh phúc, mình cũng hạnh phúc cho họ, ngay cả khi hạnh phúc của anh ấy không có mình ở trong đó. Cả hai vẫn còn tình nghĩa với nhau. Chính Kỳ Duyên cũng thừa nhận cô đã cho Duy Hân tất cả sự tự do. Cô định nghĩa bạn đời là khi cô có thể vui hạnh phúc khi người còn lại vui. Không chia tay nhưng mà tự do trong tất thảy mọi việc. Thậm chí anh ấy vẫn có quyền lựa chọn người phù hợp hơn và tôi cũng vậy. MC ngầm thừa nhận. Nghi vấn càng được củng cố khi tri di phương trinh. Chúc Kỳ Duyên luôn có nhiều trai trẻ bao quanh. Lần gần nhất Giữa tháng 3 vừa qua thì Kỳ Duyên cũng đã nói mình độc thân, gián tiếp xác nhận chuyện chia tay với Duy Hân. Khi bị người xung quanh hỏi quá nhiều rằng khi về già ai lo, Kỳ Duyên quay vlog phản hồi. MC đã tính xong kế hoạch dưỡng già của mình. Theo đó, tùy vào túi tiền cô sẽ chọn một viện dưỡng lão cao cấp hoặc là thuê nhân viên chăm sóc 24 trên 24 tại nhà. Kỳ Duyên hài hước nói rằng cô nhất định sẽ thê hai chàng trai trẻ đẹp sáu múi, hóm hỉnh để chăm sóc mình. Sao thoáng rộn ràng thì Kỳ Duyên đã điềm tĩnh, nói như chiêm nghiệm đường tình của mình. Tương lai không ai nói trước được, bạn có trước nhưng có thể sẽ mất sao, hoặc trước đây bạn không có nhưng sau này sẽ có. Khi không có đàn ông, tôi sẽ không hụt hận. Có một người đàn ông ở bên cạnh, chúng ta sẽ được rất nhiều thứ tuyệt vời như yêu đương, đỡ đần, đầm ấm nhưng mối duyên thì phải có nợ hiện tại tôi đang quá thoải mái với cuộc sống độc thân tôi muốn nói với người đàn ông sẽ đến với mình rằng anh phải đủ đầy hạnh phúc riêng và việc chúng ta đến với nhau chúng ta chia sẻ với nhau cái chung của chúng ta đã dư thừa tôi không thể lo cho hạnh phúc của cả hai tôi từng có bạn trai có chồng nhưng tôi của hôm nay là một người độc thân tôi đang hạnh phúc và tự lo tất cả mọi thứ cho mình trước đây tôi từng ước muốn có tất cả nhưng đời đưa đẩy nên bây giờ tôi mới độc thân chứ đâu ai muốn thế nhưng từ những đổ vỡ tôi nghiệm ra có nhiều hơn một cách để hạnh phúc không phải lo cho chồng tôi có nhiều thời gian hơn để làm những điều khác như lo cho người khác và đóng góp cho xã hội chúng ta nên bỏ cái suy nghĩ rằng không có chồng là bất hạnh nhìn lại đường tình duyên của kỳ duyên Quả như cô nói, cô không may mắn trong tình yêu, xinh đẹp, tài giỏi là hiểu chuyện, kỳ duyên đã trải qua hơn 10 mối tình với ba người đàn ông quan trọng đi qua cuộc đời mình, xong cô vẫn không giữ được họ. Hai cô con gái giỏi giang xinh đẹp của MC Kỳ Duyên Kết quả cuộc hôn nhân của Kỳ Duyên và vị bác sĩ là hai cô con gái Miley và Jenly. Miley Nguyễn sinh năm 1996, và Zenly Nguyễn sinh năm 1999 sinh ra và lớn lên tại Mỹ hai cô con gái giao tiếp bằng tiếng Anh có thể nói vài câu tiếng Việt chủ yếu là giao tiếp với mẹ Kỳ Duyên ly hôn khi hai con còn nhỏ Kỳ Duyên đã dồn hết tình yêu thương cho các con vừa làm mẹ vừa làm bố cô Văn niệm ở trên đời không có duyên nợ nào là vĩnh viễn ngoại trừ duyên nợ với các con thứ sẽ đi theo mình đến suốt cuộc đời sinh con ra, chúng ta sẽ phải lo cho con suốt đời. Mai Ly Nguyễn của tôi năm nay đã 25 tuổi, nhưng nếu con mà đau bệnh, tôi không thể nào ngừng lo lắng. Lần đó, khi đang đi diễn ở xa, tôi nghe Mai Ly nó ốm mà không còn tâm trí để làm việc, không rời điện thoại để bác sĩ cập nhật tình hình của con, Kỳ Duyên kể. Do vậy, trong một vlog, Kỳ Duyên từng tự nhận rằng mình là người mẹ quá tệ hại so sánh với các bà mẹ khác thì cô lại buồn tiếc vì cuối tuần luôn đi show phải nhờ người khác chăm con hộ thay vì gần gũi với con kỳ duyên luôn có mặt trong các dịp đặc biệt của các con nhưng cô tự thấy như vậy là chưa đủ năm 2015 thì câu chuyện kỳ duyên dạy con sử dụng tiền được lan truyền trên mạng xã hội cụ thể khi zenly ngỏ ý xin vào làm việc tại nhà hàng do mình làm chủ kỳ duyên đề nghị con gái phải nộp đơn xin việc và quản lý nhà hàng sẽ giải quyết. Và sau một tháng, Jenny được gọi đi phỏng vấn và nhận vào làm bồi bàn. Kỳ viên đã âm thầm quan sát con gái chạy bàn, dọn dẹp bàn ghế, lao nhà tắm, nhặt rác suốt 10 tiếng. Đón con MC hạnh phúc khi nghe con hào hứng, khoe những công việc mà mình làm, tiền lương và tiền bo nhận được vào buổi đó. Với tình yêu thương, sự kỹ tính và tư duy cởi mở, Văn Minh từ người mẹ Kỳ Duyên, hai cô con gái lớn lên nên người và chưa từng làm điều gì sai lầm. Miley và Ly đều sớm tự lập nên tốt nghiệp phổ thông trung học đã bắt đầu theo đuổi định hướng riêng. Nếu Miley sang Hàn Quốc làm việc và sinh sống tại đây thì Ly lại chọn tu nghiệp học ở Anh 3 năm. Ít ai biết được Cô chị Mai Ly yêu văn hóa xứ Hàn từ việc thần thượng các nghệ sĩ hồi còn thiếu niên. Cô tự học tiếng Hàn rất rành rọt và học nhảy ca bóp. Và khi đại học được 2 năm thì Mai Ly nói với mẹ Kỳ Duyên rằng cô muốn dừng học sang Hàn Quốc tìm việc làm và sinh sống dù trong tay chỉ có 5.000 USD. MC tôn trọng quyết định và động viên con gái, dĩ nhiên Cô có thể cho Mai Ly thêm tiền nhưng muốn con tự lập trải nghiệm trường đời và làm những gì mà con thật sự yêu thích. Trong khi đó cô em gái Jan Ly lại có nhiều nét giống mẹ với khuôn mặt thanh tú, nụ cười sáng. Trong lần vai vlog bập bẹ nói tiếng Việt, cô tự giới thiệu tên tiếng Việt của mình là Nguyễn Yến Ly. Cô em có khiếu âm nhạc đặc biệt là chơi violin. Cô từng được trường cấp 3 trao bằng khen về thành tích trong lĩnh vực âm nhạc cũng như từng kéo đàn trong một số chương trình mà mẹ làm MC. Dù vậy, Kỳ Duyên sợ mọi người biết đến con mình thay ảnh hưởng đến con không tốt, nên khi mà Yên Ly tốt nghiệp phổ thông trung học, cô mới công khai là con gái với khán giả. Trong mùa dịch vừa rồi thì Kỳ Duyên đã nỗ lực đưa con từ Hàn Quốc, Anh về Mỹ. Ba mẹ con đoàn tụ, mừng mừng tuổi tuổi, nhưng không dám ôm nhau vì phải tự cách ly. Đặc biệt cô con gái lớn Miley có biểu hiện đau cổ nhức đầu và ho nhẹ khiến Kỳ Duyên vô cùng lo lắng.